làm cái việc gì mà bây giờ mới về? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi đói sắp ngất rồi đây này. Em bận việc cơ quan gấp nên phải ở lại làm nốt. Nếu mà anh giúp em đón con thì đã ăn. Này, cái việc đón con, việc bếp núc là việc của đàn bà. Cô phải tự biết mà sắp xếp chứ. Thôi được rồi, anh giúp em tắm cho con đi. Em phải đi nấu cơm đã, không thì muộn mất. Cô đừng mà đùn đẩy công việc nhá. Nấu cơm nhanh rồi tắm cho con đi. Tôi còn bận xem TV. Đợi lại một lát nhá, bây giờ phải đi nấu cơm đây. Anh lên nấu đi, còn lề mề gì nữa. Hôm nay bố ra thăm các con đây. Ôi, bố, bố ra chơi đấy ạ. Bố ạ. Cất đi, mẹ gửi lên cho đấy. Bố lên nó sách cho, bố lên nhà ngồi chơi đi bố. Con chào bố. Bố ra chơi mà không báo với con. Để con ra đón bố ạ. Tôi cũng định bảo anh đón, nhưng tôi nghĩ anh đang bận cái gì đấy thì nên tôi gọi xe ôm cho nhanh anh ạ. Bố cứ nói thế, bận gì thì bận. Chứ tiếp bố vợ ấy, thì việc gì con cũng giải hết ạ. Anh cứ nói thế chứ, anh đã là con cháu trong nhà rồi thì có việc gì mà phải khách sáo thế. Bố. Ông vào chơi với con đi. Hai ông cháu vào chơi rồi chơi đi. Có việc gì thì bố giúp con. Thôi bố cứ để con làm quen rồi mà. Bố ra ngồi chơi uống nước với chồng con đi. Ôi, bố ra đây ngồi chơi với con đi ạ. Việc bếp núc cứ để vợ con làm. Vợ con làm một tí là xong ấy mà. Bố làm cái gì? Thế có việc gì thì cứ gọi bố nhé. Vâng, bố cứ ra kia đi. Mấy khi bố đã lên mà. Cứ để con gái nấu cho bố ăn những món thật ngon bố nhá. Mà bố dặn này, nấu đơn giản thôi nhá. Đừng đích ý, vất vả lắm đấy con ạ. Con biết rồi mà, bố cứ lên đi. Bố nói con rồi, nấu ít thức ăn tôi nấu nhiều thế này cho cả xã cả huyện nhà mình ăn à? Mà bố ra đây chơi, các con làm gì phải khách sáo thế hả? Bố ơi, ngày nào nhà con cũng ăn thế này bố ạ. Việc gì thì việc ấy, riêng việc ăn uống phải đàng hoàng. Vâng, đúng rồi bố ạ. Anh Long tính hơi khó ăn, thì nhà con quen ăn uống nhiều món rồi. Thì ra thế đấy. Mẹ ơi, mẹ tắm cho con. Đợi mẹ một lát nhá. Để ông bà tắm cho đó cho. Thôi không cần đâu bố, để con tắm cho cháu. Xưa này cháu chỉ quen mẹ tắm cho thôi. Thế bố là không tắm cho nó được à? Ôi bố ơi, tắm rửa là việc của đàn bà, sao bố bảo con làm? Thôi bố với anh ăn cơm đi, con tắm cho cháu một lát rồi con nên ăn ngay mà. Nhanh lên nhé. Dạ vâng ạ. Thôi bố ăn cơm đi ạ. Để con xới cơm cho bố nhá. Em ơi, nước mắm sao không cho ớt à? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi mà không nhớ. Như thế này làm sao mà ăn được? Thôi, anh để tôi đi lấy cho, nó đang tắm cho cháu. Thôi, bố không ngồi đấy ạ, để con lấy, bố biết chỗ nào mà lấy ạ. Ôi, nó quá nhỉ. Bố ơi, bố một lấy rồi ạ. Em ơi, lấy nước cho anh bố nào. Đây ạ. Con phải bố mới anh uống nước nha. Uống nước đi bố. Anh thấy là quần áo khô rồi đấy. Em ra em giúp vào nhá. Với lại là cho anh bộ quần áo, sáng mai anh đi làm. Vâng ạ, thế thì để lát nữa. Em còn chưa ăn cơm, mà bé Xu cũng chưa ăn xong nữa. Ôi giời, bố với anh ăn xong thì đời nào rồi. Bây giờ em với con chưa ăn xong à? Anh biết tính con ăn hay ngậm mà. Với cả em bù bù nãy giờ cũng đã ngồi xuống ăn được đâu. Hết nấu cơm, tắm giặt, rồi lo nhà nữa. Đúng, em nói như thế bố nghe thấy, bố lại tưởng là anh bắt em làm những việc đấy. Bố nhờ? Bố không nghĩ thế đâu. Chuyện này là của phụ nữ bọn con mà. Thôi hai mẹ con ra ăn cơm đi. Đói gì đấy, từ sáng giờ vất vả. Dạ vâng ạ. Thế bố với anh ngồi uống nước để con xuống bếp ạ. Thôi bố nước đi ạ. Mời bố. Đấy bố ạ. Thời buổi bây giờ ấy, ăn uống cái gì cũng sợ. Nhiều hóa chất lắm. Bố phải cẩn thận bố nhá. Thôi được rồi. Việc gì ra việc đấy. Cứ lưu tha lưu thôi lưu thách ấy. Việc nọ so với kia. Đấy,
Bố xem, bảo sao nhà cửa suốt ngày bừa bộn ấy. Thế anh không thấy con nó đang gọi mẹ được giải toán rồi. Su, lại đây ông dạy. Thế ai là số 1 hả con? Mẹ là số 1, mẹ là người yêu con nhất. Mẹ là số 1, ông là số 2. Thế bố là số mấy? Bố là số 5. À không, bố là số 10 sau của chủ nhiệm của con. À đúng rồi. Thế mẹ là số 1, mà ông là số 2 thì ít nhất bố cũng phải số 3 chứ. Nhưng mà bố chả bao giờ chơi với con cả. Bố chỉ chơi với điện thoại và tivi thôi. Bố ơi, trẻ con nó không biết gì. Nó đùa đấy mà bố. Nó nói đúng đấy, đúng sự thật đấy nhỉ. Cháu của ông ngoan lắm. Rồi học nha. Anh ơi, anh xem cho em túi đồ với, đồ nặng quá. Ô anh, cô tự đi mà cầm. Suốt ngày cứ nhờ vả. Để bố xách cho, bố xách chút. Thôi bố ơi, để cô ấy cầm đi. Việc này là việc của đàn bà, bố không phải làm gì cả. Kêu ca. Thôi được rồi, tí nữa rồi mua. Ơ, cô làm sao thế? Sao cái taxi? Đi gọi taxi. Dạ. Taxi. Sao thế con? Con tỉnh đi con. Bố à, vợ con sao rồi? Dạ, vợ con được ăn một chút, xong ngủ rồi bố ạ. Vợ con chửi hắn ạ, không biết. Dạ, con xin lỗi ạ. Thôi, thế cũng là may rồi, không làm sao. Chỉ nghỉ vài ngày ăn uống tử tế, ngủ mê là tốt thôi. Nhưng mà từ giờ về sau, con giúp đỡ nó lao động nhiều nhé. Dạ vâng, con biết rồi. Tôi không phải bênh con gái thế đâu. Vì tôi là đàn ông mà, tôi có lúc nghĩ như anh ấy. Nhưng mà thôi, chuyện vợ chồng, bảo ban nhau mà sống nhé. Con gái yêu của bố, bố biết, bố đã sai rồi con ạ. Hôm nay bố nhìn con mệt mỏi, luôn chân luôn tay, trong khi chồng con thì ngồi đấy thản nhiên tận hưởng sự tiện nghi của cuộc sống. Bố cũng đã tưởng như chồng con bây giờ, cũng ngồi đấy chờ mẹ con phục vụ từng việc nhỏ của nhặt trong gia đình. Bố cũng ít khi đỡ mẹ con, nên nhiễm duyên mọi việc nhà cửa, con cái đã hằn sâu trong đầu con và việc của phụ nữ. Bố có lỗi với mẹ con, với con và cả cháu của bố nữa. Bố muốn làm gì đó để giúp con, để lên tiếng bênh vực sự công bằng cho con. Nhưng bố còn nói gì được mẹ con, khi chính bố trước đây cũng đã từng làm như thế. Gương sai, sao bảo được điều đúng đắn. Bố chỉ mong chồng con ngày nào đấy sẽ nhìn ra con gái của nó cũng sẽ có ngày làm dâu, làm vợ như thế. Bố yêu con. Con, bố xin lỗi con. Bố xin lỗi con. À, em dậy rồi đây à? Anh nấu cơm xong cả rồi. Em vào rửa mặt cho tỉnh, rồi ra ăn cơm nhé. Sao lại thế này? Thôi, anh để em dọn cho. Thôi, em đang mệt, cứ để anh làm cho. Thủy này, thời gian qua anh đã quá vô tâm với em. Anh cứ nghĩ mọi việc ở trong nhà đều là việc của em. Anh cưới em về làm vợ, chứ không phải để làm ô sin đâu. Anh tha lỗi cho anh nhé.
tha lỗi cho con một nhá. Thời gian qua con thật đáng trách ạ. Đáng lẽ ra con phải là người chăm sóc cho vợ con, chứ không để vợ con chăm sóc cho con ạ. Nhờ có bố con mới hiểu ra đấy ạ. Con hiểu là tốt lắm rồi. Bố chỉ mong các con sống hạnh phúc thôi, và biết chia sẻ cho nhau lúc buồn vui. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bố nhiều lắm ạ. Mẹ ơi, con đói. Ừ, con của bố đói à? Rồi, để bố cho con ăn rồi đi học nhá. Ừ, nào, vào đây cho bố. Xem này, nhiều tóc bạc lắm rồi đấy. Ai bảo mẹ cứ tham công chức việc cơ. Thì con lớn bằng chừng này rồi, mẹ không già thì trẻ mãi sao được. Với lại mẹ trẻ mãi, người ta bảo mẹ thần kinh thì chết. Sao đi làm rồi không lo về nhà nghỉ ngơi đi con? Mẹ còn ra nhổ tóc sâu. Thế con không sợ bạn bè nó nhìn thấy, nó cười cho à? Ai cười thì kệ họ chứ mẹ. Con à, mày có thích ở bên mẹ cơ. Trời ơi, vài bữa nữa lấy chồng sinh con rồi á, quên hẳn mẹ luôn. Ở đấy mà ở bên chứ không ở bên. Mẹ này, con đã bảo là con không lấy chồng mà. Con ở vậy với mẹ cả đời luôn. Thế con thấy gì? Cứ nói thế. Thì lỡ này mai mẹ chết đi, xuống dưới kia, mẹ còn có bố. Thế lúc bấy giờ con ở với ai? Mẹ này, mẹ đang trẻ khỏe như thế này, tự dưng mẹ nói như thế. Mà lỡ may ấy, có việc gì xảy ra với mẹ thì con cũng bán cả cái tấm thân này để cứu mẹ. Nên là mẹ đừng nói thế nữa nhá. Thôi đi cô, tôi còn lạ gì cô nữa. Chứ không phải là cô đang thích cái anh Bảo đấy từ lâu lắm rồi à? Thôi cưới đi cho mẹ còn đứa cháu. Mẹ, người ta mà thích con ấy thì người ta đã nói rồi. Mẹ nói như thế á, cậu ấy nghe thấy thì cậu ấy cười con đấy ạ. Có bác rồi đấy. Bác chưa nghỉ hả bác? Ừ, bác chưa. Bác ngồi đây cháu. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Mới đi làm về hả cháu? Vâng. Bảo vừa đi gặp khách hàng về, biết ngay kiểu gì Huyền cũng ở đây. Rồi sao? Thì mình có việc gì không? Thì mình đến giúp bác dọn hàng, bác nhỉ? Ừ, bác cũng đang chờ cháu đến dọn hàng giúp bác đây. Mà thôi, cả nhà chúng ta đi dọn hàng về nhé. Vâng ạ. Bác cứ để cháu ạ. Ừ, dọn giúp bác đi. Sếp ơi, sếp có ở đây không ạ? Chào Huyền. Mình biết là Huyền đang buồn ngủ, nên là mình pha cho Huyền cốc cà phê này. Huyền uống đi. Mình cảm ơn nhá. Sao sao cái gì cũng biết mà có một điều mãi không chịu biết thế? Thì mình biết rồi. Mình đi Huyền nhá. Mình không sao đâu. Mình đi đây. Cái gì cũng mình biết, mình biết. Thế mà thích người ta lại còn không dám nói nữa. Sau này mà có ai hốt mất tôi thì đừng có trách nhá. Sếp ơi. Ôi. Khách nào mà lại ép sếp uống nhiều thế ạ? Thôi sếp ngồi đây nghỉ, để em đi lấy cho sếp cốc nước ạ. Huyền ơi. Sếp ơi, sếp say quá rồi, sếp đừng nhìn em như thế ạ. Huyền ơi,
anh không nhìn Huyền như vậy thì nhìn Huyền như thế nào đấy? Hãy sinh cho anh một đứa con nhá. Anh sẽ cho em tiền. Anh sẽ cho em 100 triệu. À không, 200 triệu. Ui sếp ơi, làm gì có ai lại bán con mình đâu ạ. Có chết em cũng không bao giờ làm việc đấy đâu ạ. Nếu em sợ liên lụy, chúng ta sẽ làm hợp đồng. Khi nào em sinh con xong, anh sẽ thanh lý hợp đồng. Em muốn đi đâu, làm bất cứ một việc gì cũng được, tùy em. Huyền. Ôi sếp ơi, em vừa có điện thoại, có người báo mẹ em bị bệnh phải vào viện gấp. Em xin phép sếp cho em nghỉ, ngày mai em làm đơn, sếp ký giúp em ạ. À. Em chào sếp ạ. Huyền ơi, Huyền. Gì mà ông ta có thể đề nghị mình một cái việc như thế được nhở? Đúng là một kẻ xấu xa, dâm tặc. Chào cô một tí. Xin chia buồn với cháu, nhưng mẹ cháu đang ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư. Nếu phẫu thuật sớm, may ra... Huyền, Huyền đừng có khóc nữa. Huyền có khóc nữa thì bệnh ung thư của mẹ Huyền có chữa khỏi được đâu. Quan trọng nhất bây giờ là phải kiếm đủ tiền lo phẫu thuật cho bác kia kìa. Nhưng mà cậu biết đấy, bây giờ tôi kiếm đâu ra được 100 triệu bây giờ. Hoàn cảnh của tôi, mẹ quá con côi. Được như bây giờ ấy, đã là tốt lắm rồi. Cái đấy thì... Huyền này, trong thẻ này bảo để dành được hơn 20 triệu đấy. Huyền cầm mà lo cho bác đi. Bác cũng quý bảo mà. Giá như có nhiều hơn thì tốt biết mấy nhở. Mình cảm ơn. Cậu vừa mới ra trường, dành dụm được tận này đã là nhiều lắm rồi. Còn cả bố mẹ ở quê nữa. Nhưng cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ trả lại cho cậu. Mà thôi, cậu có việc thì đi trước đi. Thế mình đi nhá. Này, xe của cậu đâu? À, xe của mình... mình cho mượn rồi. Thôi, mình đi đây. À này, Huyền đừng có buồn nhá. Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Mình đi đây. Hãy sinh cho anh một đứa con nhá. Anh sẽ cho em tiền. Anh sẽ cho em 100 triệu. À, không, không. 200 triệu. Với lại
này chờ mãi, người ta bảo là thần kinh thì chết đấy. Mà đi làm rồi sao không lo về nhà nghỉ ngơi đi con? Ai cười thì kệ họ chứ mẹ. Còn à, lại có thích cả mình mẹ. Trời ơi, vài bán nữa mà lỡ may có việc gì xảy ra với mẹ thì con cũng bán cả cái tấm thân này để cứu mẹ. Alo à, anh ơi, em về chuyện bản hợp đồng mà em đồng ý ạ. Huyền, mình đã bảo cậu không khóc nữa mà. Mình biết ngay mà. Sao cậu còn dám xuất hiện vào lúc này? Cậu có biết là tôi rất là ghét cậu không? Tại mình sợ cậu đói. Mình mua những thứ cậu thích. Này, Huyền cầm lấy đi. Mình sẽ đi ngay thôi. Đúng ngay, cậu nên đi ngay đi. Từ nay ấy, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với cái bộ dạng đáng thương ấy nữa. Tôi với cậu, từ nay cậu thích ai, tôi thích ai, không còn quan trọng nữa. Cậu hiểu không? Huyền, nhưng mình lỡ thích cậu rồi mà. Bác cảm ơn cháu đã bớt chút thời gian đưa bác đi viện kiểm tra lại nhé. Dạ không có gì đâu ạ. Hôm nay cũng không hiểu sao bác không liên lạc được với Kinh Huyền. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra nữa. Mà dạo này hai đứa làm sao thế? Lâu rồi bác cũng không thấy Kinh Huyền nhắc đến chuyện hai đứa. Bác có hỏi thì nó gạt đi. Đâm ra bác lại thấy lo lo. Dạ, cháu, chúng cháu chắc là không có duyên bác ạ. Không có duyên là thế nào? Bác thấy hai đứa đẹp đôi cơ mà. Thế nguyên nhân là từ đâu? Nói cho bác nghe xem nào. Hay là tại cái Huyền nhà bác đúng không? Cái con này là làm bác tức chết đi mà. Chiều quá để sinh hư. Mà thôi, cháu cứ yên tâm, để bác sẽ dạy lại nó. Vâng, quan trọng bây giờ bác phải giữ sức khỏe bác ạ. Bác cảm ơn cháu. Vâng. Em ngồi xuống đây. Huyền! Bác ơi! Ôi. Bác ơi! Mẹ ơi, cái con này, mẹ dạy mày dây rách phải giữ lấy lề cơ mà. Trời ơi là trời, thời gian qua mẹ biết mày cực khổ, nhưng ai cho mày vô liêm sỉ tới mức mà mày có chăng quên đèn đấy hả con? Trời ơi, mày cặp với một cái ông bằng tuổi cha bùi chú của mày để mày có tiền mới có ăn ngon mặc đẹp à? Mày bôi do chất chấu vào mặt mẹ, mày bôi do chất chấu vào mặt người cha ra mắt của mày. Trời ơi, ông ơi là ông, thế này thì tôi sống như thế nào đây? Sao ông không đưa tôi quách đi cho xong? Kìa bác,
Huyền hôm nay mệt bác ạ. Ông xe đó kia, liệu ông có ít tuổi hơn tôi mà ông dám gọi tôi bằng bác? Ông cũng biết ngượng mồm à? Mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Sợ sợ nó trước mắt như thế này mà không phải như mẹ nghĩ à? Mẹ không nói nhiều. Ngày hôm nay mày chọn ông ấy hoặc là mẹ. Nếu mày chọn ông ấy thì mẹ đâm đầu vào tôi mẹ chết luôn đi. Mẹ ơi, mẹ biết thừa là con chỉ có một mình mẹ thôi, đương nhiên là con phải chọn mẹ rồi à. Nhưng mà con lỡ làm giấy bán thân cho anh ấy để lấy tiền phẫu thuật cho mẹ. Bây giờ con lỡ có thai 3 tuần rồi ạ. Con ơi là con, sao mày lại ngốc như thế hả con? Mẹ có dạy mày như thế không? Trời ơi, mẹ già rồi, mẹ có chết cũng không đáng gì cả. Nhưng con còn cả một tương lai phía trước cơ mà. Con làm vậy thì mẹ chết cũng không nhắm mắt được. Huyền ơi là Huyền. Bác ơi, thật ra anh Hà cũng là người tốt đấy bác ạ. Em uống thuốc đi. Lần đầu mới gặp cháu cũng thấy bực mình lắm. Nhưng cháu để ý Huyền chỉ cần mệt là anh Hà đi mua cháo, mua thuốc cho Huyền đấy bác ạ. Thú thật, ngay từ đầu tôi cũng đã thích Huyền rồi. Nhưng nghĩ mình nhiều tuổi, ai mà yêu mình, nên tôi chỉ dám xin Huyền đứa con thôi. Tôi biết tôi chưa đáp ứng đủ yêu cầu của chị, nhưng vì đứa con trong bụng Huyền, mong chị biện tình mà chấp thuận cho. Tôi hứa, tôi xin đảm bảo tính mạng mình để bảo vệ cho hai mẹ con cô ấy cũng như gia đình bên ngoại. Mẹ ơi, mẹ thương con như thế nào thì con cũng thương con của con như thế. Mẹ đồng ý nha mẹ nhá. Về nhà nghỉ ngơi, mẹ mệt. Ôi mẹ, mẹ còn phải giữ sức để dự đám cưới của con gái mẹ nữa chứ.